Đây nè cô chú ơi, bữa nay là gia đình Chay sẽ ăn sáng chung với nhau. Nay cho Chay ngồi giữa nha cô chú. Đây, thì cô chú biết hôm nay là gia đình em ăn gì không? Đây, buổi sáng hôm nay thì đi mua mạch tan nồi ở nhà ăn. Mạch tan nồi của Chay nè, Chay ăn đây con. Ăn đây con. Chay là lần đầu tiên ăn sáng. Chay có ăn sáng mạch tan nồi chưa ta? Chồng mà có ăn cái Big Breakfast là có cái pancakes nè. Rồi có trứng, có xúc xích, sausage. Đó, Ngọc á, thì ở McDonald's buổi sáng á, thì chị Ngọc chỉ thích là cái steak eggs and cheese bagel của McDonald's thôi, chứ còn mấy cái khác không thích. Rồi có nó khoái bacon, nó ngon, bóc bacon nó ăn kìa. Đó, thì ở trong cái đây, trong cái miếng của Ngọc có nè, có trứng nè, có một miếng thịt thịt bò nè, rồi có cheese. Lâu lắm rồi cả nhà mới được ngồi ăn sáng chung với nhau các bạn ơi. Thì đây, xin mời tất cả mọi người nha. Mời cô chú đi chơi. Mời cô chú nha. Trời quá, không mềm miếng coi, ngon không? Nhầm rồi. Can I have an option please? Here you go. À, mẹ cho con cái hash brown nè. Có cái miếng là cái này á các bạn. Cũng là cái dạng là khoai tây mà người ta làm ra thành cái này, hình thành cái này, nhưng mà thí dụ như mà nếu mà cái này là cái mấy miếng hoặc khoai tây chiên á thì người ta sẽ gọi là French fries, mà còn người ta làm cái khoai dạng này người ta gọi là hash brown. Ta giọng cho một giọng nha. She don't want the hash brown. Mày ngon nè, ăn đi, ngon hả? Ăn chưa biết không ngon. Ngon ha? Ngon không? Here, you want an egg? Baby, she has one. See? You played baby, around. How much was this? $20. Tổng cộng cái bữa ăn này là $20 các bạn, là cỡ 450.000 từ Việt Nam á. Nhưng mà các bạn biết không, cái buổi sáng người ta bán cho tới 11 giờ là bắt đầu tới buổi trưa á. Là mình không có được mua đồ ăn sáng nữa. Phải sau 11 giờ bắt đầu đồ ăn trưa, menu đồ ăn trưa, chứ mà còn mình vô trong mình mua đồ ăn trưa người ta cũng chưa có nữa, chỉ có đồ ăn sáng thôi. Mà thích ăn này không? I love when I give her food and she's like no, and then I go and eat it. So you want some orange juice? Baby, did you say hi to everybody? Oh, is it Joe, everybody? Baby, you left for a week and now you forget, huh? I forget, yeah. Ngọc quá, Ngọc ăn cái này là không bao giờ Ngọc ăn hết một cái bánh hamburger nào. Được. Ăn không nổi nhiều quá. Các bạn thấy nó dày gì làm ăn. Ăn nó ngán nữa. Nói chung là nổi thì cũng ngán mà ngán gì lắm, được không Ngọc? She's not thirsty. Thanh điệu ra, cô chú thấy thanh điệu ra. Ăn cái này nè, uống nước cam vô cái vị chua chua đỡ ngán. Mà mẹ mang ra mày có nè. Yeah, we already got our food. Thôi mẹ có nè. Bỏ xuống đây, không ăn nữa, bỏ xuống. Bỏ xuống đây nè, không ăn nữa, bỏ xuống đây. Nước mà. Drink. She's gonna vomit. She's fine. Yeah. JD, you want a pancakes? Oh. Good, JD. Right? Here. Have a little bit at a time. Này là chủ yếu là chơi không chứ ăn uống gì. Nè hash brown ngon nè. Yeah, hash brown. I know you guys aren't used to this breakfast, right? How many people go to McDonald's in Vietnam? Just tourists, right?
Chồng Ngọc có nói là mọi người sẽ không có quen với cái cách ăn sáng này đâu. Buổi sáng ở Việt Nam đâu có ai mà đi ra mặt ra đồ mua đồ ăn sáng ăn đâu. Chỉ có những người mà khách du lịch á, mà mới ghé ra mặt ra đồ ăn sáng. This is a pancake. Nó bậy rồi, không có nè. You still got some. No, you don't get it. You thirsty? Is that why you coughing? Okay, so I see, this is butter. Ooh. See what I'm gonna do with the butter? I'm gonna put the butter on top of the pancake. Rồi cho miếng bơ không? Cho xin miếng bơ nè. Đó, miếng bơ ăn đây, miếng bơ đi. Chấm vô. Đúng rồi. Alright, see? I got the syrup. Đó, mà chế miếng đường vô. Chị chấm miếng đường đi, bởi vì let's rồi, chấm vô miếng này nữa. Chấm này ngọt ngọt nè. Đó, rồi ăn đi, một xíu thôi. Ready, JD? Here, bên này mấy chị Việt Nam á, các bạn mà muốn mà ăn mà mở cửa là tới 11 giờ nó mới mở cửa. No, I'm gonna mà... say ah. Ah. Mà muốn ăn sáng cũng có nữa. Nên là chỉ có những đồ chỉ mới ăn sáng thôi. Here, những người Việt Nam bên Mỹ á. You want some more? Gì vậy? You want some more? Ba cho kìa. Muốn gì? Con muốn bơ hả? Muốn bơ hả? Con này nó thèm bơ chứ lắm. Lớn lên tôi cho béo phì. Nè hả? Ăn bơ đi. Rồi chấm này nè với bơ. Sao? Bỏ ra không cho bỏ vô dĩa. Bỏ vô dĩa không chịu. Bấm bỏ ra rồi mới chấm có được đời không? Yeah, I have to have it right here. Nè, rồi chấm này nữa nè. Đó, chấm này nữa nè. Oh, what a good breakfast. You think? No. This is what you eat when you're lazy to cook. Anh chồng mình nói là cái này là những cái gì mà các bạn ăn khi mà bạn làm biếng nấu ăn đó. It's okay. Cái gì đó, Ngọc nói những người Việt Nam bên này á, người ta cũng ăn sáng cái kiểu Mỹ này người ta cũng quen. Ví dụ người ta ăn cái bánh bagel này không cũng là thành được cái bánh bagel, bánh mì này ngoài này không cũng là thành một cái bữa ăn sáng nha các bạn. Có thể trát bơ vô chén giữa ăn cream cheese á mà cũng thành một cái ăn sáng, mà ăn trứng không cũng thành cái ăn sáng. Ăn cái hash brown này không cũng thành cái ăn sáng. I like bagels with cream cheese much better than that. Yeah. Too much greasy. This is the only thing I like at Matano in the morning. Only breakfast stuff you like? Because the steak meat? Yes. You like the egg too? And the cheese? It's okay. Why don't you just get it steak only? No. And then it's too dry. Ah, so you gotta have some sort of moisture from the... I gotcha. Mm. Oh, sticky fingers. Ngon không? Ngon không? Đó các bạn, cái buổi ăn sáng này thì nó cũng đơn giản vậy thôi đó. À, có người ăn sáng ăn trái cây nữa các bạn. Đó là các khoái chi. Con này mà dùng tới mà chi với bơ đồ này kia là nó là cheese and butter. Thấy không? Các bạn thấy sầu riêng á, sầu riêng rất là ngọt mà cũng rất là thích sầu riêng là ngọt béo, cái gì mà ngọt béo là bả nè. Cái mặt này bé này có tên mới, bé tròn. À. Cô chú có hiểu không? Cô chú có hiểu chay là chay thích ăn đồ béo không? Trời ơi, bây giờ lấy bacon chấm với bơ. Bacon and butter, right? Phải bỏ ra. Baby, let's do it, luôn đó. Đó, phải bỏ ra mới chấm, thấy không? Ooh. Xuất sắc trong giai tỷ nữ luôn. Trời đất ơi, coi kìa. Đây quay gần cho cô chú coi. Chứ mẹ ăn vậy là xong rồi đó. Đó, cho quay gần cho no cô butter, chú coi nè. Butter bacon. Jay là dip everything in butter. Xạo, dễ sợ xạo. Xạo. Cho cô chú ăn miếng này. Jay mời cô chú ăn miếng đi Jay. Jade is sweet but a psycho. A little bit psycho.
That night she screamed. Yes, that night she screamed. Mama. Đó, thấy chưa? Thấy cái mặt, thấy cái giọng chấm bơ đờ, thấy ghét không? Trời đất ơi. Did you sing your ABCs? No. No. You didn't sing your ABCs no, no. Today? JD, let's say that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
six, seven, nine, ten. So one. She's sleeping. Right now she's just playing with her food. She's a... Chay, còn nửa trái chuối này con ăn không con? Ăn chuối không? So one. Nói two, đi con, nói đi. Four. Five, cái bóng tay đó của nó thấy six, kỳ lạ thiệt chứ sơn sơn cả 10 ngày rồi mà vẫn còn cái seven, cái bóng tay là chả hiểu nổi luôn. Eight, tay chay sơn dính lâu quá bê ơi. Dính còn hơn xì lát nữa chay. Is that your favorite, the butter? Đó, trời ơi, con kìa. Now she's just going to you eat. Can't eat it like that, JD. You know, JD. It's really yeah. bad. Really bad. You'll throw up again. JD's just like Lucky. Lucky loves butter. They are best friend. Chồng Ngọc nói hả, Jay giống Lucky, Lucky thích bơ lắm. Rồi, thôi, để ăn cái bữa sáng ngày hôm nay tới đây là xin kết thúc rồi đó mọi người. À. All right, see you guys later another time. Like and subscribe. Alright, chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye. Kiss. She kissed the egg. She kissed the egg. Ngon không? Yeah, it's time to take a nap. This is the way we brush our teeth so early in the morning. Brush, 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 brush. Trời ơi, con ăn kìa. Sáng ăn nhẹ 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 vậy được rồi chứ ăn cho ăn đầy bụng nó cũng được. Nhẹ nhẹ thôi. Chào tạm biệt tất cả cô chú đi. Baby. Like when I say JD, bye everybody. Without saying anything before that, she wouldn't do it. But oh, yeah. I say, xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip này. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Hoya Family của Sóc Mỹ. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye. Bye bye. And then she do it.